có tên gọi Lán Lung Giữa Đồng Bằng. Trực tiếp vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 23 tháng 9 năm 2018. Nhớ nha, hãy xem xem. Những chương trình giải trí hấp dẫn, những giờ học âm nhạc mỹ thuật đầy sáng tạo, những trò chơi tương tác vui nhộn với những người dẫn chương trình hóm hình, cùng rất nhiều phần quà bất ngờ dành cho các bé. Hãy cùng xem và vui chơi ở xứ sở cầu vồng trên ứng dụng VTV Giải Trí. Truy cập App Store hoặc Google Play, gõ từ khóa VTV Giải Trí, cài đặt và trải nghiệm hòa nội dung giải trí hấp dẫn dành cho cả gia đình.